Ở chú có rẻ đâu mà thôi cho lên đấy nó lấy em thì rẻ em thì rẻ hơn nhiều mà cái điểm rẻ hơn nhiều nó tôi để nó thôi điên anh nghe thấy 2 triệu anh đang lạnh hết trong lưng rẻ hơn mặt quỷ toàn đường 200 mấy bán ghê mà mặt quỷ này thấp lắm mình bán 3 triệu nó bảo nó bán được cách 3,5 triệu thì em nó run hết cả người cặp con gà đây hôm qua người bán rẻ quá chân không rồi bán 2,5 triệu khách ấy. Trả lại rồi trả lại cặp gà nó có bài của gà nên là nó bắt được gà hôm sáng nay hôm qua lấy cái nồi bà ấy còn bảo ông chồng của nhà bà ở đây nó còn rất ít nồi chỉ mua được cũ chỉ mua được mới thôi mà chỉ mua nồi mới thì nó mới được mới nó không đắt tí cũng được đắt tí thì anh đến anh xem anh sẽ thấy nứt nha cái rổ chỗ này phải cái rổ đó vậy quan trọng là đắt hay không mà anh bảo anh mua theo giá thợ thì bây giờ giá thợ thì được thế anh bảo sau này anh còn bán nồi bán niếc là chỉ sau này chỉ bán chỉ tự niếc thôi chẳng có cái nồi chân không nào 1 lít người ta đã bán hơn như thế rồi mấy lít tám nồi chân không bán bao nhiêu chân không đắt lắm đấy đây cái lít tám thì hôm qua anh tính có như này là đồng bằng 3 triệu chấm như sao hôm